Cô chào các em thân mến. Đến với tập đọc lớp 5 tuần 27, chúng ta vẫn tiếp tục chủ đề nhớ nguồn. Cô mời các bạn theo dõi trên màn hình. Các bạn quan sát, tranh này rất là dễ thương đúng không các bạn? Vậy các bạn cho cô biết dòng tranh ở trên thuộc dòng tranh nào không? À, cô muốn giới thiệu với các bạn biết. Đây là một dòng tranh gọi là tranh Đông Hồ, một nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam rất hấp dẫn, độc đáo ở màu sắc, bố cục, khuôn hình. Với chất liệu hoàn toàn tự nhiên, tranh Đông Hồ có màu sắc gần gũi, ấm áp với mọi người, đặc biệt có lẽ chỉ riêng Việt Nam mới có. Vậy tiết học hôm nay, cô muốn cho các bạn tìm hiểu qua dòng tranh này, qua bài tập đọc Tranh Làng Hồ của tác giả Nguyễn Tuân. Để bắt đầu vào bài tập đọc, cô muốn giới thiệu cho các bạn biết Làng Hồ ở đâu. Làng Hồ chính là làng Đông Hồ thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Có nghề làm tranh từ lâu đời, tranh Làng Hồ in trên giấy gió được nhiều người rất yêu thích. Các bạn cùng mở sách giáo khoa ra trang 88 và lắng nghe cô đọc nhé. Tranh Làng Hồ. Từ những ngày còn ít tuổi, tôi đã thích những tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của Làng Hồ. Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh Làng Hồ rải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phát, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui. Phải yêu mến cuộc đời trồng trọt, chăn nuôi lắm mới khắc được những tranh lợn ráy có những khuấy âm dương rất có duyên, mới vẽ được những đàn gà con tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ. Kỹ thuật tranh Làng Hồ đã đạt đến sự trang trí tinh tế. Những bộ tranh tố nữ áo màu, quần hoa tranh, nền đen lĩnh của một thứ màu đen rất Việt Nam. Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của những chất liệu ngợi nhắc thiết tha đến đồng quê đất nước. Chất rơm bếp, than của quái chiếu và than của lá tre mùa thu rụng lá. Cái màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa. Màu trắng ấy càng ngắm càng ưa nhìn. Những hạt cát của điệp trắng nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn làm tăng thêm vẻ thâm thúy cho khuôn mặt, tăng thêm sống động cho dáng người trong tranh. Theo Nguyễn Tuân. Cô mời các bạn lấy bút ra ghi nhận. Theo các bạn, bài này được chia làm mấy đoạn? Theo cô, bài này cô sẽ chia ra làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ ngày còn ít tuổi cho đến tươi vui. Đoạn 2, từ phải yêu mến cho đến gà mái mẹ. Đoạn 3, từ kỹ thuật tranh Làng Hồ cho đến dáng người trong tranh. Chúng ta qua hoạt động luyện đọc. Và đầu tiên chúng ta sẽ luyện đọc từ. Ở bài này có một số từ khó, chúng ta đọc dễ bị nhầm lẫn. Do đó cô yêu cầu khi cô đọc, các bạn cần đọc thầm theo cô nhé. Thuần phát. Tiếng phát có vần ác, âm cuối là âm cờ. Trồng trọt. Chúng ta chú ý âm đầu tiên là âm trờ. Khuấy âm dương. Tiếng khuấy có âm đầu là âm khờ, vần oi. Đen lĩnh. Khi đọc dấu ngã thì chúng ta sẽ đọc nhân giọng, nhấn giọng lên. Ngoài ra còn có một số từ khó chúng ta cần phải tìm hiểu nghĩa của nó, như từ thuần phát. Từ thuần phát có nghĩa là chất phát mộc mạc. Thứ hai là từ lĩnh, một thứ lụa đen bóng. Thứ ba là màu trắng điệp, là màu trắng do bột lấy ở vỏ sò, vỏ điệp ở biển, trộn với hồ loãng, nấu bằng bột gạo nếp tạo thành. Ngoài ra còn có một số từ như là nghệ sĩ tạo hình, khoái âm dương, tranh lợn ráy, tranh tố nữ. Các bạn với cô sẽ cùng tìm hiểu. Đây là tranh tố nữ, tranh vẽ về người con gái đẹp.
Tiếp theo là tranh lợn ráy, rất là dễ thương đúng không các bạn? Đây là khuấy âm dương. Tiếp theo, đây là nghệ sĩ tạo hình. Người nghệ sĩ tạo hình thì người chuyên vẽ tranh, tạc tượng, người ta gọi là nghệ sĩ tạo hình. Ta qua phần luyện đọc câu dài. Ở trong bài này có một số câu dài chúng ta phải ngắt ngơi hợp lý. Cô mời các bạn nhờ màn hình và tập ngắt câu nhé. Phải yêu mến cuộc đời trầm trọt, chăn nuôi lắm mới khắc được những tranh lợn ráy, có những khuấy âm dương rất có duyên, mới vẽ được những đàn gà con tung bừng như ca múa bên gà mái mẹ. Cái màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa. Các bạn có thể đối chiếu với phần ngắt câu của cô. Các bạn luyện đọc câu để ngắt nghĩa hơi hợp lý. Chúng ta qua hoạt động thứ hai, đó là hoạt động tìm hiểu bài. Câu hỏi thứ nhất, hãy kể tên một số tranh, làng hồ, lấy đề tài trong cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam. Đây là một số tranh mà cô sưu tầm được, lấy đề tài cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam. Tranh đàn lợn âm dương, tranh gà mẹ, gà con. Kế tiếp, tranh hướng dừa, tranh đám cưới chuột. Tranh chú bé thổi sáo. Và cuối cùng là tranh ếch. Làng Hồ là một làng nghề truyền thống, chuyên khắc và vẽ tranh nhân gian. Những nghệ sĩ nhân gian làng Hồ từ bao đời nay đã kế tục và phát huy truyền thống nghề của làng. Thiết tha yêu mến quê hương nên tranh của họ rất sống động, vui tươi, gắn liền với cuộc sống hàng ngày của làng quê Việt Nam. Vậy, qua đoạn 1, chúng ta có thể rút ra một ý. Đoạn 1 nói lên lòng thiết tha biết ơn của tác giả đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Chúng ta qua câu số 2. Kỹ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt? Các bạn có thể dừng màn hình và theo dõi đoạn 2. Chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này. Đây là câu trả lời của cô. Kỹ thuật tạo màu của tranh làng Hồ rất đặc biệt, là màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của rơm nếp, khói chiếu, lá tre mùa thu. Màu trắng điệp làm bằng bột vỏ sò trộn với hồ nếp, nhấp nhánh muôn vàng hạt phấn, trông rất đẹp. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Bên tay trái các bạn là rơm, phần ngọn của cây lúa, đem phơi khô, sau đó người ta làm dùng chất đốt. Và than của chất đốt này người ta dùng tạo màu, đó là một màu đen. Chúng ta qua câu số 3. Tìm những từ ngữ ở đoạn 2 và đoạn 3 thể hiện sự đánh giá của tác giả đối với tranh làng Hồ. Chúng ta nhìn màn hình và dùng bút và thước gạch chân với câu trả lời nhé. Đây là phần trả lời của cô. Tranh lợn ráy có những khuấy âm dương. Những từ ngữ thể hiện đánh giá của tác giả đó là rất có duyên. Tiếp theo, tranh vẽ đàn con được tác giả đánh giá là tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ. Kỹ thuật tranh được tác giả đánh giá là đã đạt tới sự trang trí tinh tế. Màu trắng điệp được tác giả đánh giá là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa. Vậy, qua đoạn 2 và đoạn 3 nói lên tình yêu quê và kỹ thuật tinh tế của những người nghệ sĩ tạo hình. Chúng ta qua câu 4. Vì sao tác giả biết ơn những người nghệ sĩ nhân gian làng Hồ? Vì các nghệ sĩ đã đem vào cuộc sống một cái nhìn thuần phát, lành mạnh, hóm hỉnh, vui tươi. Những bức tranh làng Hồ với các đề tài và màu sắc
gắn với cuộc sống của người dân Việt Nam. Cắt bầu thường lấy từ chất liệu thiên nhiên, màu trắng từ bỏ điểm, màu đen từ than lá tre, màu xanh từ lá trà, màu vàng từ hoa hòe, màu đỏ từ sỏi son hay gỗ vang. Đây là những gam màu cơ bản không pha trộn. Thường thì trên đồng hồ chỉ đúng 14 màu để tương ứng với số bản khắc gỗ. Giấy được làm thủ công từ vỏ cây gió và được xếp một lớp điểm làm từ vỏ sò biển. Tranh làm đồng hồ không phải vẽ theo cảm hứng nghệ thuật mà người ta dùng ván để in. Một bức tranh được tạo nên bởi nhiều ván in khác nhau và mỗi ván tương ứng với một màu riêng biệt. Chỉ những người thợ lành nghề mới có thể khắc được tấm ván in đạt đến trình độ tinh xảo. Không phải gỗ nào cũng có thể dùng để làm ván in. Chỉ có gỗ thị, gỗ rổi hay gỗ bằng tâm là đạt yêu cầu. Bởi những loại gỗ này vừa bền, vừa chắc và cũng gỗ nhất định. Việc in tranh cũng đòi hỏi sự cẩn thận và kỳ công. Ở phim trên thì cô cũng giúp cho các bạn hiểu được cách làm tranh đằng tranh làng hồ, cũng như hiểu được sự kỳ công, sự yêu mến nghề của những người nghệ sĩ tạo hình. Cô mời các bạn lấy bút và vở ra ghi nhận nội dung của bài. Bài văn ca ngợi những người nghệ sĩ dân gian đã tạo ra những tác phẩm văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc và nhắn nhủ mọi người hãy yêu quý trọng, giữ gìn những nét đẹp cổ truyền của văn hóa dân tộc. Chúng ta qua hoạt động cuối cùng, đó là luyện đọc diễn cảm. Ở toàn bài, chúng ta đọc giọng vui tươi, rành mạch, thể hiện cảm xúc trân trọng trước những bức tranh dân gian làng hồ. Và chúng ta chú ý nhấn giọng ở một số từ ngữ gợi tả hình ảnh. Sau khi đọc xong bài này, cô hy vọng rằng các bạn sẽ về nhà luyện đọc thật tốt, rành mạch, biết nhắc nhị hơi hợp lý. Cô chúc các bạn đọc tốt nhé. Cô muốn giới thiệu cho các bạn một số làng nghề truyền thống của dân tộc Việt Nam, như là làng nghề lụa Vạn Phúc ở Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, nghề gốm sứ Đông Triều, nghề túi cói Ninh Bình. Rất nhiều các bạn ạ, chúng ta có thể tham khảo trên các mạng internet. Cuối bài cô có lời dặn dò các bạn tập đọc và trả lời lại các câu hỏi. Các bạn sẽ chuẩn bị bài thơ Đất Nước. Thân mến, chào các bạn.